Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác điều hành ứng phó bão Yin Sinh. Trước tình hình bão Yin Sinh đang tiến gần vào khu vực Biển Đông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có điện gửi đến các sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp bưu chính viễn thông để yêu cầu chủ động ứng phó với bão. Một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác ứng phó là bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt để phục vụ công tác điều hành và ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp. Ngay từ khi nhận được thông tin về sự di chuyển của bão, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các đơn vị này cần theo dõi sát sao diễn biến của bão và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Cục Viễn thông, cơ quan đầu mối tiếp nhận và tổng hợp thông tin, sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ các phương án chỉ đạo ứng phó. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp ứng phó với bão, đồng thời bảo đảm khả năng thông tin liên lạc thông suốt trong suốt quá trình ứng cứu. Trong công tác truyền thông, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phát sóng đưa tin kịp thời về dự báo bão, các cảnh báo diễn biến và các nội dung chỉ đạo ứng phó với bão. Đây là một trong những phương thức quan trọng để chính quyền các cấp và người dân có thể theo dõi, cập nhật thông tin thường xuyên, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Cục Bưu điện Trung ương đảm bảo thông tin liên lạc cho các đoàn công tác của Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia khi có yêu cầu. Các đơn vị liên quan cũng sẽ cung cấp thông tin liên lạc qua xe cơ động và bảo đảm duy trì hệ thống bưu chính và viễn thông trong các tình huống đặc biệt. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố ven biển cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bưu chính và viễn thông để triển khai các phương án đồng bộ, đặc biệt là ở những khu vực trọng điểm như các hầm, lò khai thác khoáng sản, hồ chứa và hạ du, các hồ thủy điện và thủy lợi xung yếu. Công tác đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu vực này là vô cùng quan trọng, nhất là khi có mưa lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra sau bão. Một trong những phương án quan trọng khi bão xảy ra là khả năng bị mất liên lạc do ảnh hưởng của thiên tai. Do đó, các sở thông tin và truyền thông cần phối hợp với Cục Viễn thông, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai roaming chuyên vùng giữa các mạng để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị sẵn các trạm BTS, Base Transceiver Station, chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 để cung cấp thông tin liên lạc cho các lãnh đạo và chính quyền địa phương là rất cần thiết. Khi xảy ra sự cố mất điện, các doanh nghiệp viễn thông sẽ phải có các phương án bảo đảm cung cấp năng lượng cho các trạm BTS bằng cách sử dụng máy phát điện. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu, ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho các trạm viễn thông này, đặc biệt là các trạm có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão. Bên cạnh việc duy trì thông tin liên lạc, các doanh nghiệp viễn thông cũng được yêu cầu triển khai các biện pháp gia cố cơ sở hạ tầng như nhà trạm, cột anten, các hệ thống đài phát, đài thu vô tuyến và các hệ thống truyền dẫn có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão. Việc bổ sung các thiết bị dự phòng bao gồm máy phát điện, nhiên liệu và ắc quy cho các đơn vị trên địa bàn dự kiến bị ảnh hưởng trực tiếp là một bước quan trọng trong công tác chuẩn bị. Khi có sự cố xảy ra, các doanh nghiệp viễn thông phải sẵn sàng khôi phục lại mạng lưới nhanh chóng. Các phương án dự phòng như sử dụng các tuyến truyền dẫn V3 để thay thế các tuyến cáp quang bị hỏng và đảm bảo an toàn các tuyến truyền dẫn quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó với bão cũng được yêu cầu triển khai. Trong trường hợp các tuyến truyền dẫn bị gián đoạn, các cơ quan cũng sẽ ưu tiên đảm bảo an toàn cho các tuyến truyền dẫn, phục vụ hội nghị truyền hình, thông tin chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão, đồng thời bảo đảm đường truyền cho các đài khí tượng thủy văn và các thiết bị cảm biến đo thời tiết. Bên cạnh việc bảo đảm thông tin liên lạc, công tác bảo vệ an toàn cho cán bộ, nhân viên tham gia vào công tác phòng chống thiên tai cũng cần được chú trọng. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu trang bị đầy đủ bảo hộ an toàn lao động cho nhân viên tham gia công tác ứng cứu thông tin, đặc biệt là đối với những người làm nhiệm vụ ngoài hiện trường trong điều kiện thời tiết xấu. Các doanh nghiệp viễn thông lớn như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội và Tổng công ty Viễn thông Mobifone đã chuẩn bị các biện pháp để đảm bảo an toàn cho mạng lưới thông tin liên lạc, đồng thời tăng cường các xe BTS lưu động đến các khu vực có nguy cơ bị mất liên lạc. Những xe này sẽ sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra, bảo đảm thông tin liên lạc không bị gián đoạn. Cuối cùng, Bộ Thông tin và Truyền thông
yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến bão, báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động của mạng lưới bưu chính viễn thông và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Các đơn vị cũng sẽ thực hiện tổng kết và rút kinh nghiệm sau thiên tai để chuẩn bị cho các đợt thiên tai tiếp theo. Với những biện pháp đồng bộ và kịp thời, công tác bảo đảm thông tin liên lạc trong ứng phó với bão Yin Sinh sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần vào công tác chỉ đạo điều hành và ứng phó với thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 7, mạnh cấp 14. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 7 đã tăng cường độ mạnh lên cấp 14, với sức gió giật cấp 17 vào sáng ngày 9 tháng 11. Vào lúc 10 giờ sáng, tâm bão được xác định tại tọa độ 18,9 độ Vĩ Bắc và 114,5 độ Kinh Đông, nằm trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 415 km về phía Đông Bắc. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới đến 10 giờ ngày 10 tháng 11, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, giảm tốc độ còn 10 đến 15 km/h. Lúc này, tâm bão sẽ ở vị trí 18,9 độ Vĩ Bắc và 113,6 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Bắc. Khu vực nguy hiểm trên Biển Đông, đặc biệt là Bắc Biển Đông, được dự báo có sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, nguy cơ cao cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực. Đến ngày 11 tháng 11, bão số 7 có xu hướng di chuyển chậm lại, đổi hướng sang Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/h và suy yếu dần. Dự báo tâm bão sẽ cách Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Bắc vào thời điểm 10 giờ sáng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong giai đoạn này sẽ thu hẹp lại, nhưng vẫn tiếp tục ảnh hưởng từ 16 đến 21 độ Vĩ Bắc và 110 đến 116 độ Kinh Đông. Dự kiến đến ngày 12 tháng 11, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển về hướng Tây Nam với tốc độ 15 km/h. Bão sẽ tan dần thành áp thấp khi tiến gần vào đất liền. Do ảnh hưởng của bão số 7, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa sẽ có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đạt cấp 10, 12, giật cấp 14, biển động dữ dội với sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Khu vực gần tâm bão có sóng cao từ 6 đến 8 mét. Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và từ Quảng Trị đến Cà Mau cũng sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, 6, giật cấp 7, 8, khiến biển động mạnh với sóng cao từ 2 đến 5 mét. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão mạnh trên biển đạt cấp 2. Riêng vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có rủi ro ở cấp độ 4. Tất cả tàu thuyền hoạt động trong khu vực Bắc Biển Đông, đặc biệt gần tâm bão, đều đối mặt với nguy cơ cao từ lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn, cần khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn. Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 7 giờ sáng nay, ngày 9 tháng 11, bão số 7 Yin Sinh đang di chuyển trên khu vực Bắc Biển Đông và có vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Bắc. Đây là một trong những cơn bão mạnh có diễn biến phức tạp trong mùa bão năm nay, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14, 150-166 km/h, và gió giật mạnh lên đến cấp 17. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và dự báo sẽ tiếp tục phát triển và tác động đến khu vực Biển Đông trong những giờ tới. Với cường độ gió mạnh như vậy, bão Yin Sinh có thể gây ra sóng biển lớn và gió mạnh ở các vùng biển ngoài khơi, đặc biệt là tại khu vực gần tâm bão và vùng ven biển miền Trung. Dù bão đang di chuyển khá nhanh, nhưng do cường độ rất mạnh, các cơ quan chức năng và người dân cần phải tiếp tục theo dõi sát sao thông tin về bão và chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực Biển Đông, đặc biệt là các vùng nguy hiểm, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa khu vực bão đi qua để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Trong những ngày tới, khi bão di chuyển sâu vào khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, cường độ của bão có thể thay đổi và các địa phương ven biển miền Trung cần sẵn sàng ứng phó với những tác động mạnh mẽ của bão trong bối cảnh tình hình diễn biến rất nhanh và khó lường. Dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, trong vòng 24 giờ tới, bão số 7 Yin Sinh sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Mặc dù bão vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, tuy nhiên, quá trình di chuyển này sẽ khiến cường độ của bão suy yếu dần. Theo dự báo, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 10 tháng 11, bão sẽ di chuyển đến vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Bắc. Lúc này, cường độ của bão sẽ giảm xuống còn cấp 12, với gió giật mạnh lên tới cấp 14. Dù cường độ bão giảm, nhưng khu vực chịu ảnh hưởng của bão vẫn có thể gặp phải những tác động mạnh mẽ,
đặc biệt là gió mạnh và sóng lớn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!